Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và chuyện lên xe hoa. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết bà kết hôn ở tuổi 25 với ông xã là mối tình đầu của mình. Trước khi về chung một nhà, bà đã có bạn giao kèo với ông xã. Lệ Thủy sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cộng với một chút may mắn, bà nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt giải huy chương Thanh Tâm, giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950 đến năm 1960. Nhờ giọng hát được ví như Châu Ngân cùng vẻ ngoài xinh xắn kiều diễm của một cô đào hát, Lệ Thủy nhanh chóng được đưa lên vị trí đầu tranh, có show diễn liên tục cùng với mức cát xê cao. Tuy nhiên bên cạnh sự nghiệp, bà còn được ngưỡng mộ vì hôn nhân gần 50 năm với ông xã cũng là mối tình đầu. Được biết, ông xã bà tên là Dương Đình Trúc, mối tình của hai người đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về tình nghệ sĩ mong manh khó bền vững. Sau thời gian yêu nhau, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết bà lên xe hoa với ông xã khi bà mới 25 tuổi. Theo tiết lộ của bà, quyết định này được hai bên gia đình ủng hộ. Bà nhớ lại, chúng tôi quen nhau từ năm 1971 đến tháng 8 năm 1973 thì làm đám hỏi, 4 tháng sau thì làm đám cưới, gia đình tôi kiểm tra giữ làm mới cho phép. Gia đình tôi cũng đồng thuận ý nguyện của tôi khi không muốn lấy chồng có học thức. Bản thân tôi học vấn không cao nên cần có người chồng hiểu biết để dạy dỗ các con. Về phía ông xã Lệ Thủy, ông cũng mất nhiều thời gian để thuyết phục gia đình chấp thuận. Lệ Thủy nhớ khoảnh khắc bà lên xe hoa với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè quan khách, trong đó có nhiều đồng nghiệp thân thiết đến dự như Mỹ Châu, Kim Ngọc, Minh Phụng, Minh Vương. Thời điểm nữ nghệ sĩ lên xe hoa, người hâm mộ khá bất ngờ bởi trước đó bà chưa từng công khai chuyện tình cảm, đồng ý hẹn hò với ai. Đám cưới của tôi diễn ra, người ta ở đâu lại quá trời, rất nhiều người cũng đứng từ chung cư nhìn xuống, bà kể. Cùng ngày, sau khi tàn tiệc, bà theo chồng đến trường đại học Vân Hạnh. Tại đây, ông xã, nữ nghệ sĩ nhận bằng tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Lý giải cho việc kín đáo chuyện tình cảm, bà nói thêm, tôi rất chú tâm vào nghề nghiệp, không quan tâm đến chuyện khác. Ký hợp đồng được bao nhiêu tiền, tôi đem về hết cho mẹ, tôi cũng không hay ăn xài, đi nhảy đầm, chỉ biết hát xong là về nhà. Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, nữ nghệ sĩ cho biết để cưới được mình làm vợ, ông xã của bà đã phải đồng ý với giao kèo của bà. Cụ thể, bà kể, sau khi đám cưới tôi vẫn đi hát bình thường, vì trước đó tôi đã giao kèo với chồng, nếu ông đồng ý cho tôi đi hát thì tôi mời lấy ông. Còn nếu cưới rồi mà bắt tôi ở nhà đi theo ông thì không chịu đâu. Hiện tại cặp đôi có khoảng 50 năm đồng hành, gắn bó với nhau. Với Lệ Thủy, ông xã là một người chồng, người cha mẫu mực và bà hạnh phúc khi lựa chọn của mình mấy chục năm qua là đúng đắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.